Xét Girl. Good morning, hôm nay Thư sẽ làm video một ngày làm mọi thứ cùng với bé Mộc Anh. Do thời điểm này đang là mùa dịch nên đa số các hoạt động của hai mẹ con mình đều là ở nhà. Mọi người hãy cùng xem tụi mình sẽ làm những gì nhé. Bé Mộc Anh thường thức dậy vào 7 giờ sáng. Thường thì Mộc Anh sẽ thức trước và kêu anh Thư dậy. Có ai làm mẹ như tôi không? Đây là câu chuyện bạn có con khi còn quá trẻ đó mọi người. Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là mình sẽ đi thay đồ và rửa bình sữa của Mộc Anh. Lúc nào Mộc Anh cũng vây quanh mình hết đó mọi người, kiểu rất là ghiền mẹ. Rửa bình sữa xong thì mình đem đi trụng thôi. Sau đó hai mẹ con mình sẽ cùng nhau vệ sinh cá nhân. Bình thường thì mình sẽ rửa mặt cùng với sữa rửa mặt Hills. Mình rất là kỹ lưỡng trong thao rửa mặt luôn mọi người. Các bạn biết sao không? Đợt mới sinh xong là thời điểm da của mình kinh khủng nhất luôn, mụn tùm lum đến mức trầm cảm luôn á. Anh Thư cũng biết cái việc này là bình thường với phụ nữ sau sinh, nhưng mà con gái mà mình cảm thấy tự ti lắm, cho nên là mình tìm đủ mọi cách khắc phục và quyết định mua máy rửa mặt là nó đúng đắn lắm luôn. Hồi xưa thì anh Thư xài bản Florio Mini mà mình lỡ làm mất trong lúc đi du lịch, cho nên là mình đầu tư lên bản Luna 3 luôn. Thường thì mình đưa máy như vậy nè, các bạn phải kéo từ dưới lên nha, mà làm chậm chậm thôi nha, đừng có chà sát mạnh, không có tốt cho da. Cái máy này nó có cái sóng rung T-Sonic đủ đô để đánh bật bụi bẩn trong lỗ chân lông ra ngoài luôn á. Chỉ cần một phút là xong rồi. Nói chung là cũng đã đến tuổi phải chăm sóc da chống lão hóa rồi. Bạn nào mà dưỡng da hoài, dùng đủ sản phẩm mà không thấy hiệu quả thì khả năng cao là do bước làm sạch da không kỹ rồi đó. Mình có con nhỏ rồi thì thời gian chăm sóc bản thân cũng bị hạn chế, cho nên là cái cách nào mà tối giản được cái routine tăm da thì mình rất là quan tâm. Mình thấy dùng máy rửa mặt thì vừa nhanh vừa sạch hơn tay thường. Florio thì nổi tiếng nhất chất lượng trong các hãng máy mà còn đắt nhất nữa, cho nên là mình tin dùng, không có ý định đổi qua hãng khác luôn. Cho những bạn nào cần biết thì máy này chỉ cần kết nối với app trên điện thoại ở lần đầu xài thôi, các bạn có thể chỉnh cường độ rung các thứ xong là sau đó cứ thế bấm rửa bình thường, không có cần dùng đến điện thoại nữa. Sau đó thì mình sẽ lau mặt với nước và apply kem dưỡng lên mặt, lên cổ. Thì mình sẽ tiếp tục dùng máy Luna 3 này kết hợp với app điện thoại để massage chống lão hóa bằng cái đầu cọ phía sau của máy. Cái tính năng để mình quyết định mua bản full size là cái chế độ massage này nè các bạn. Hiệu quả cực kỳ nha. Cái đầu cọ phía sau chuyên chống lão hóa với giúp mình giảm nọng dữ lắm luôn á. Các bạn không biết di chuyển sao thì cứ nhìn trong app chỉ ha. Mình làm mỗi lần 30 giây thôi là xong rồi. Dưỡng chất nó sẽ thấm nhanh hơn mà da cũng tăng độ đàn hồi hơn và trẻ lâu hơn nữa. Thư mãi mãi tuổi 18. Rửa mặt xong thì mình sẽ đánh răng cho bé Mộc Anh. Mộc Anh chỉ mới tập vệ sinh răng miệng cỡ một tháng nay thôi. Kem đánh răng này có vị ngọt ngọt mà nuốt được nữa nên là em bé thích lắm. Có cái là em bé vẫn phun nước chưa quen. Mỗi lần bả tập phun á là mình cười xỉu luôn á. Yay, đánh răng cho nàng xong thì đến cột tóc. Hôm nay tóc bé dài rồi nên mẹ cũng dễ cột nè. Đúng 8 giờ, mình sẽ cho bé Mộc Anh ăn sáng. Mộc Anh ăn khá là ngoan. Chỉ cần 20 phút là bé đã hoàn thành phần ăn của mình rồi. Tay bà giang bảnh thôi là bảnh lên. Sau đó thì mới đến mình ăn. Hằng ngày thì phòng mình sẽ có một cô dọn phòng và vệ sinh phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Dịch quá, không may ra ngoài hết. Dạ. Good afternoon, 11 giờ trưa rồi, ding dong. Đây là lúc bé Mộc Anh được tắm rửa thơm mát và được xem sách. Cái bánh, cây bút màu. Mộc Anh rất là thích xem và lật truyện lắm mọi người. Lúc 3-4 tháng tuổi là bé đã chăm chú nhìn anh Thư lật truyện rồi. Đến giờ biết rồi thì tự biết lật và tìm tòi luôn. Con cá đâu? Con cá.
Yummy, ăn trưa thôi. Và đây là phần ăn trưa của mình theo chế độ eat clean này các bạn. Mùa dịch không ra đường nhiều với ít đi tập cho nên là cách ăn uống của mình cũng kiêng khem theo luôn. Sau đó mình ru một anh ngủ trưa và bắt đầu tiến hành vào làm việc. Công việc hàng ngày của anh Thư là quay video, edit video hoặc có hôm sẽ quay TikTok. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để sửa clip. Bốn giờ chiều, làm việc xong rồi thì đây là thời gian mình dành để tập thể thao. Đây là bộ môn thể thao mình yêu thích, Body Combat, một bộ môn tập võ trên nền nhạc. Bộ môn này sẽ mất tầm 1 tiếng cho mình đốt calories, nâng cao sức khỏe mùa dịch. Không biết là mọi người như thế nào nhưng mà mình không thể thiếu thể thao được. Mỗi lần tập xong mình cảm thấy rất là sảng khoái và tâm trạng được cân bằng hơn. Ý, ai thức vậy ta? Ngọc Anh ơi, bây giờ ăn sinh tố rồi. Tầm 6 giờ chiều mình sẽ cho em bé uống nước trái cây hoặc ăn sinh tố để nạp thêm vitamin. Sau đó mình sẽ dành thời gian để tắm rửa và chơi cùng bé. Tối, đến giờ đi ngủ rồi. Cũng là lúc kết thúc video một ngày cùng với bé Mộc Anh. Các bạn thấy một ngày tránh dịch của hai mẹ con mình như thế nào? Và các bạn đã làm gì trong thời gian này? Hãy chia sẻ ở bên dưới cho tụi mình biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình ra thêm nhiều video thú vị nhé. Song Thư love you.